Xin chào mọi người. Khi chúng ta lập ra một fanpage thì cái điều đầu tiên là làm sao fanpage của chúng ta có thể nhiều người tiếp cận được nhiều người hơn, bài đăng của chúng ta tiếp cận được nhiều người hơn thì có hai cách mà chúng ta không cần phải tốn tiền đúng không ạ? Để có thể tăng like cho fanpage thì hôm nay Hiệp trong video này Hiệp sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Hiệp ví dụ như trang trang Phụ Khang Họ Nguyễn này của Hiệp nhé. Đây, làm sao để tạo được một trang mà có nhiều đánh giá 5 sao này. Thứ hai nữa là được nhiều người thích trang này. Đó, ví dụ như đây là một 6.463 check-in này, 6.650 người thích trang này nè, 21 đánh giá đề xuất đó, ví dụ thế nhá. Đây, bài ghim. Đúng không ạ? Thì làm sao chúng ta có thể tạo được một trang như thế này để chúng ta bán hàng? Bởi vì chúng ta nếu mà để mà chúng ta bán được hàng thì chúng ta phải tạo ra một cái fanpage là sôi động đúng không ạ? Sôi động thì là sẽ phải nhiều like, nhiều comment, nhiều đánh giá. Thì Hiệp sẽ chia sẻ với mọi người hai cái cách nhé. Cái cách đầu tiên ấy là khi chúng ta mới lập một fanpage mới toanh đúng không ạ? Khi chúng ta mới lập một fanpage mới toanh như này, ví dụ cái trang fanpage này của Hiệp đang là 578 lượt thích đúng không ạ? Hiệp sẽ vào trang nhé. Đây, ví dụ trang web như thế này thì chúng ta sẽ có vào cái mục là cái cách đầu tiên là chúng ta sẽ khi chúng ta mới lập trang ấy là chúng ta sẽ mời bạn bè đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn tất cả đó. Vì là Hiệp đã mời mọi người hết rồi nên giờ số lượng bạn bè hiển thị ở đây có 16 thôi. Đó, thế thì Hiệp sẽ bấm chọn tất cả và gửi lời mời. Đó là cái cách đầu tiên nhé. Ví dụ như trang Facebook cá nhân của mình có 5.000 bạn thì một lần mời như thế là mình đã bấm tích được tất cả là mời được 5.000 bạn rồi đúng không ạ? Thì cái việc mà mình ở trong một tuần mình có thể kiếm được 1.000 like là bình thường. À, cái cách thứ hai ấy, là theo cái nguyên tắc là cho đi và nhận lại. Đúng không ạ? Cho đi là nhận lại là thế nào? Tức là khi chúng ta sẽ like page, trao đổi like, tham gia vào các group mà ví dụ như hội trao đổi tăng like fanpage đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trao đổi, mình sẽ like cái trang web của các bạn trước. Đây là ví dụ nhé. Và sau đó là các bạn sẽ trả like cho mình. Hiệp ví dụ Hiệp sẽ vào cái trang fanpage này, Hiệp sẽ trao chép cái đường link, Hiệp sẽ sao chép cái đường link này trước đã nhé. Đây, bấm vào xem thêm và chúng ta sẽ sao chép liên kết trang này. Sẽ bấm vào sao chép liên kết trang. Sau đó chúng ta sẽ vào trang Facebook cá nhân của mình và bấm vào hội trao đổi like sub. Đây nhé, chúng ta nếu chúng ta chưa tham gia các cái hội này thì chúng ta sẽ bấm vào trên này. Ví dụ như là trao đổi like này. Đây, trao đổi like chéo này. Đó, ví dụ như thế. Trao đổi like chéo này. Chúng ta sẽ bấm tham gia này. Sau rồi chúng ta sẽ bấm trao đổi like. Đây, sau chúng ta sẽ chọn là nhóm. Đúng không ạ? Thì nó sẽ ra tất cả các cái nhóm. Đây, hội trao đổi tăng like sub này. Hội trao đổi like tương tác chéo này. Có đây, tất cả các cái nhóm này Hiệp đã tham gia rồi. Đây, có các cái nhóm này Hiệp chưa tham gia, Hiệp gửi yêu cầu này. Đó, thì chúng ta cứ tham gia. Đó, chúng ta sẽ tham gia các cái trang này để chúng ta trao đổi like nhé. Đó, thì Hiệp ví dụ là Hiệp sẽ vào trang này đi. Đó, thì Hiệp sẽ đăng là trao đổi like uy tín. Chẳng ai. Đó. Đó là cách thứ hai và cách này thì rất hiệu quả mọi người, bởi vì trong này là tất cả mọi người đều muốn trao đổi like và mọi người chơi rất là sòng phẳng nhá. Mình đăng lên đây mọi người và bài viết đã được đăng chờ phê duyệt. Đó, và chúng ta sẽ đăng trên rất là nhiều nhóm. Ở trong này có đây, một nhóm có tận 109.000 thành viên đúng không ạ? Thì chúng ta trao đổi like tiếp. Nếu chúng ta đăng đăng vào nhiều nhóm thì chúng ta tốt nhất là nên viết ra nốt, xong rồi chúng ta copy paste một loạt luôn nhé. Đó, ví dụ như thế. Bài viết nó sẽ gửi được đến quản trị viên phê duyệt đúng không? Đó là cái cách thứ hai nhá. Và cái cách tiếp theo là chúng ta đấy là chúng ta chủ động để đăng đường link của mình lên. Và thứ hai là khi mọi người khi người khác đăng link bài viết của họ lên thì mình sẽ vào mình comment. Đấy. Mình sẽ vào mình comment các cái bài post này, mình sẽ vào mình like trước đúng không ạ? Mình sẽ like trước cho họ. Đó. Sau đó mình sẽ dán link của mình vào đây. Và ghi là đã like hóng trả. Đó, và đúng không ạ? Và
paste cái đường link của mình vào đây. Các bạn cứ làm tương tự như thế này thì những ngày đầu tiên ấy, khi bếp mới thành lập thì các bạn có thể là một ngày đã có tận đến 200 like rồi. Đó, và cộng với cả các bạn, cách thứ nhất là các bạn mời bạn bè ấy, thì một tuần thì các bạn hoàn toàn có thể có 1.000 like mà không tốn bất kỳ một cái đồng chi phí quảng cáo nào. Đấy, ví dụ nhập vào đây like đó. Sau rồi đấy, mình sẽ bấm vào đây là đã like hóng trả. Hóng trả. Đó, xong mình bấm dán đường link vào đây. Đó. Đúng ạ, rất là dễ đúng không? Vậy là chúng ta đã có hai cách để chúng ta có thể 1.000 like trong một tuần hoặc hơn. Tối thiểu là 1.000 like, người đúng không? Người chăm chỉ và làm theo cách này nha. Rồi, xin chào, nếu như mọi người thấy video này hữu ích thì có thể là đăng ký kênh YouTube và Hiệp Nguyễn TV để theo dõi nhiều video hữu ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.